Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và như mọi người thấy thì hôm nay thì Bắp sẽ ăn trái mochi nhé anh em ơi. Từ bỏ buha để ăn mochi đấy anh em ạ. Đây, anh em thấy trái mochi không? Không biết làm gì với trái này. Bây giờ lôi ra để ăn thử để làm video nhé anh em ơi. Anh em xem video thì anh em hãy like và đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video tiếp theo nhé. Và bây giờ thì mình sẽ quay ra đây để mình đổi chỉ số nhé anh em ơi. Bây giờ ra đây đổi chỉ số cái để cho nó cộng vào trái và cộng vào kiếm, cộng vào với mele đi săn bounty nó mới ổn được anh em ạ. Rồi nói chuyện với cái thằng NPC này, cái mất 2.500 nguyên thạch rồi, mắc 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 rồi, chỉ cần ba cái mắc thôi là được rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đổi server rồi, và chúng ta gặp ngay một server anh em đang tham chiến rất là đông vui. Ấy là sai bot mấy thằng rồi, vô ngay được một em anh em ạ, vô ngay được một em và lên bảng điểm số với một tí chưa đủ combo bởi vì mình cái ép được anh em ạ. Đấy, tham chiến với trái mochi này cũng khá là ổn. Ui rồi cả lôi nữa anh em ạ, thằng nào mà tay to mà lôi thì cũng mà chạy cũng không thoát đâu anh em ạ. Rồi dầm một hai ba thằng một lúc này. Ui ba thằng một lúc, một thằng lên bảng điểm số nữa rồi. Double kill anh em ơi. Vâng, double kill nhưng mà ui chip chip không, có chip không? Có chip không? Ui không chip double kill được rồi anh em ơi. Nó V4 được rồi. Nó V4 thì mình cũng V4. Nào chip nào? Con chip của tao. Con chip sao chạy nhanh thế? Chip double kill. Ôi nó đẩy mình ra rồi. Mất mẹ chip double kill anh em ạ. Mất chip double kill rồi. Tộc thiên thần này được cái cũng khá là hay. Ôi giời ơi, chip hơi muộn. Double kill lần hai anh em ạ. Double kill rồi. Thằng này là thằng chip này, thằng chip. Úi rồi nó nảy lên. Cày quá, không chip vẫn chỉ double kill thôi anh em ạ. Ôi nhưng cũng rất là vui. Anh em đang rất là đông, mình rất là thích. BB thì phải tận dụng cái khả năng của mình anh em ạ. Đây là đi săn bounty. Đây hành trình đi săn bounty của mình anh em ạ. Chứ không phải là 1-1 với ai cả nên là không cần phải ngại gì cả. Có gì thì chỗ đấy thôi. Thanh niên này lên bảng điểm số, nhặt từng mạng một để chúng ta còn lên bounty anh em ạ. Chúng ta độc việc đi vét thôi, đi săn bounty nó phải như thế anh em ạ. Nó phải nó bắn lên trời nhưng mà thanh niên nó né được rồi. Anh em bảo bắn lên trời nhưng mà bắn lên trời nó né, tỷ lệ né nó rất là. Ông kia ông lại ra chém mình. Bây giờ bắt đầu anh em nó bắt đầu ra, nó bắt đầu chém mình đấy. Chém này rồi, chém này đấy. Xa quá, V4 rồi, V4 nhưng mà mày phải chết thôi, mày phải đi. Ui đâu chết, nó nhảy được lên tập xe bot này khó chịu, nó cũng nhảy nó ai lên bạn đếm số. Vâng, rất là chia buồn cùng bạn, mặc dù là các bạn rất là nguy hiểm nhưng mà mình vẫn phải. Mày quá, né được cái thằng băng kia anh em ạ, né được thằng băng và thằng băng chuẩn bị lên bảng đếm số rồi. Yếu đuối lại còn định ra liếm mạng của anh à? Không có đâu em ạ. Vâng, và đây có một thanh niên này vừa chết xong là lên đây làm gì? Đứng đây làm gì? Đứng đây để canh à? Rồi đã gần 33 hết rồi anh em ạ. Kêu anh hai của mày cày giúp ác đi kìa, anh bận kệ nó đi, anh bắn một gõ lại đông vui rồi anh em ơi, lại đông vui rồi. Dầm, có cả lính ở đây nữa. Mình hiện tại mình đang cầm cái song kiếm, song kiếm này của mình nó có cái dòng lightning khá là ổn. Úi rồi 33 rồi anh em ạ, quá mất đấy rồi, 33 rồi. À thanh niên kia đổi trọng lực rồi. Gì kia nó cứ... nó khạc đầm cái gì mà kinh thế, nó khạc lính ở đây khan chết rồi. Nhanh quá, mình em bounty thấp, mình cũng bounty ở đây cũng không cao đâu, mình đang chuyển lên hải quân nên đi săn bounty nó hơi lâu anh em ạ. Để tìm một cái server toàn hải tặc thì nó rất là khó, kiểu như bạn bè cũng khá nhiều anh em vào, thỉnh thoảng anh em vào khá là đông, nhưng hôm nay thì săn sớm nên là anh em không để ý nên anh em không biết vào để giao lưu với bạn server này vậy.
Anh em xem đến đây thì anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhé anh em nhé. Như anh em thấy thì dạo này mình like Levi nhiều quá nên là ít ra video, nên hầu như anh em cũng không có tương tác với kênh của mình nhiều ấy. Nên rất là mong khi mỗi lần mình ra video thì anh em hãy vào kênh nhấn cái like giúp mình và xem một đoạn video giúp mình nhá. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Vâng, một thanh niên, úi giời ơi, trượt rồi anh em ạ, trượt rồi, trượt rồi, quá mải nói quá anh em ạ. Chùi ôi, chùi ôi, ba rồi, chẳng có tâm trạng nữa rồi anh em ạ. Vẫn chạy được, thằng này cầm Yamaha phải, cầm Yamaha chạy, vẫn còn chạy kinh thế nhỉ. Kiếm của nó nhiều cái kinh di chuyển quá. Ai giả cũng ra ma và kết hợp với cái chết. Vâng, bạn đã phải kết hợp với một cái chết. Nào lại bay ra đây anh em ơi. Server này chắc các bạn cũng chán rồi. BB một lúc khoảng độ 5 phút gì đấy thì các bạn cũng đã chán rồi anh em ạ. Ai giả, thanh niên này đứng hay trinh thanh niên bật gì ở đây? À bật BB ở đây này. Ai giả, kinh thế nhở. Ai giả, xong đấy, server này ba hết cả rồi anh em. Thôi bây giờ thì mình chắc là mình phải đổi server thôi anh em ơi, chứ ở server này không còn cái vẹo gì nữa rồi. Ok, vâng, và bây giờ mình đã sang một cái server khác rồi. Có thanh niên, một thanh niên ở đây là, và thanh niên này đang bị dính trưởng. Ai giờ dùng trái sâu anh em ạ. Ui rồi, dùng trái sâu, dùng trái sâu và đang vật V4 rồi đấy. V4 nó đánh đau quá anh em ơi, nó đánh lan, nó đánh rộng quá, nó bật cái, mình cũng không sử dụng trái sâu bao giờ đấy. Nó đang V4 nó đuổi mình này anh em ơi, vãi thật cái thằng này, và cái thằng này thật mà cứ đuổi anh là thế đéo nào nhỉ. Anh đã kịp làm gì mày đâu, chưa kịp làm gì. Ui rồi ôi bật được V4 rồi. Mà kinh thế nhở, bật được V4 rồi nha anh em ơi. Ấy là có ai đồ thiện bất lực ở đây này anh em ơi, có ai đồ thiện bất lực ở đây nha anh em. Thiện bất lực với 29 triệu bounty ở bên hải quân. Vâng, và đang là bên hải quân thì sẽ là đồng minh với mình rồi đấy. Mình sẽ phải bắt cái thằng của nợ này, láo nháo quá nhỉ. Nhưng mình còn ít máu quá anh em ạ, còn ít máu quá, chỉ cần trúng một chiêu của nó nữa thôi là mình lên bảng điểm số rồi, nên là mình phải lựa đấy. Sky ra đây tí cũng được, chơi là phải biết Sky, mà có khi nhiều khi bay Sky không Sky được ấy anh em ạ. Rồi dầm một xong, thằng này xong anh em ạ, xong đấy. Vâng, 17.850 bounty đã thuộc về mình. Thanh niên này hình như hơn 20 triệu bounty. Đúng rồi, 23 triệu bounty anh em ơi. Rất là buồn cho bạn, rất là buồn cho một thanh niên. Vâng, vẫn còn ra đây ạ, sâu rồi, vẫn còn ra đây định bay múa với anh ạ. Nào, đang 14 đấy nhá. Rồi, thanh niên đã lên bản được số lần thứ 2. Quá là khét anh em ạ, quá là khét. Mình rất thích là về với cái tộc thiên thần này, mặc dù là quỷ cũng rất là hay, quỷ cũng rất là hay. Nói chung là mỗi tộc nó có một cái hay riêng anh em ạ. Thanh niên sông này định ra đây lần thứ 3 liên tiếp. Vâng, bạn định làm gì ở đây, bạn định bay ở đây ư? Bạn ở đây không nhìn thấy tôi đang V4 ở đây à? Thiện bất lực. Đấy, có idol thiện đang ở đây mà không biết là đang ở đâu, không biết có tham gia trận chiến này không, nhưng mà tại vì tôi cũng không để ý. Đang đâu á, đang thế nói chuyện xong con nào đấy anh em ạ. Ba rồi, Ninuena la. Vâng, rất là buồn, bạn đã 2 chia 3,5 rồi, 23,6 xuống 23,5 rồi. Ôi, chán quá anh em, 3v1 vãi cả 3v1. No thiện và no V4, sao vô đây đi. Vô đây đi, thôi vào đây đi anh em ơi. Chắc có lẽ là mình phải đổi xếp vào thôi, để cho bạn thiện ở đây bạn quẩy thôi anh em ơi. Để bạn thiện bạn ở đây bạn quẩy thôi, mình sang xếp vào khác để mình đi săn vào tí tiếp nha anh em nhá. Nhà
được cái dương này, có key thì ở lại, mà không có key thì mình đi thôi. Rồi bây giờ sang server mới và chúng ta sẽ ở một trận chiến gọi là ở trên gọi là biển, vừa trên không và vừa ở dưới là biển. Mình cũng không chiến, mình cũng khá là quen thuộc rồi. Như các bạn thấy thì không chiến khá là quen thuộc rồi. Chơi Mochi thì chơi ở dưới đất cũng được, mà không chiến thì mình cũng gọi là cũng tạm tạm anh em ạ. Nhưng mà chơi thì cũng phải biết không chiến chứ, không có dạy gì mà cứ đánh ở dưới đất để cho mấy cái ông chuyên ở dưới đất ông spam được. Nhiều trận anh em phải biết là có chạy cũng chả chạy được đâu. Ái dạ, ái dạ, với trong tầm với anh em ạ, trong tầm với nhá, trong tầm với. Rồi rồi, xin chào và hẹn gặp lại, xin chào và hẹn gặp lại bạn đấy. 23 rồi, lock 9992. Vâng, và lại thấy một cái lõi năng lượng nữa anh em ơi, thấy lõi năng lượng. Đi gặp đánh Mochi này gặp Temmer thì sợ lắm anh em, gặp mấy ông Temmer thì chắc là chết đấy. Ngựa đây, ui giời ơi, ui giời ơi, gạt hái khá là nhiều anh em ạ. Nhưng mà mình không spam được trái với mấy ông hack được đấy, chả được cái gì luôn, chả được cái gì luôn. Ôi trời, ôi trời ơi, ui ôi, ông nào chém Zoru đau thế, ông chém Zoru tôi đau vãi cả đái luôn. Cái gì vậy, đâu rồi, đâu rồi, chạy à, ái giả, ái giả mày này, chạy được kìa. Ui nó chém đau quá anh em ạ, ui trời ơi, có mà chạy đấy anh em thấy không, có mà chạy cũng chả chạy được, cái nó đuổi kìa, nó thấy lôi nó đuổi kìa. Ui trời, ui trời ơi, lôi nó đuổi kinh quá anh em ơi. Vâng sẽ, ui rồi vẫn đuổi anh em ơi, ui rồi ôi đuổi này thì bật lại cái vắng vẻ bật lại được, xem được không được thì ui rồi trượt rồi anh em ơi, nó chạy được mất rồi. Lôi nó cơ động, nó đuổi nhanh quá anh em ạ. Cái chiêu ép của nó tích nộ được 3 lần nó đuổi với nhau thì không thể nào chạy được. Này không chạy thì quay lại tao đánh. Lên bảng điểm số anh em ạ. Láo nháo pháo ăn xe. Ok lại quay lại cái sân đấu của mình. Ôi giời, thanh niên này ra đây. Rồi. Kinh quá rồi anh em ạ. À đù, cái gì đây? Cái gì đây? Chết. Trời ơi, ui ôi. Ai u hai thằng nó ra. Ui vai hai thằng. Chạy không được rồi, chạy không được rồi. Hai thằng. Ui ba thằng anh em ơi. Vãi cứt. Thôi. Thôi có lẽ là video của mình dừng ở đây thôi anh em ạ. Gặp Temmer rồi, chán rồi. Gặp Temmer rồi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Anh em vào thì anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào, bye bye mọi người. Mấy cái server này bounty thấp quá mà không vui lắm anh em ạ. Bye bye mọi người nhá.